Xin chào tất cả các bác và anh em. Đây là tiếp tục test với các bác và anh em một cái cặp loa jack từ kép của hãng Sony anh em nhé. Đã kèm theo một cái tụ zin Nhật đi kèm. Tụ này là tụ đi theo kèm theo loa jack luôn các bác nhé. Đấy, một cái tụ xịn của Nhật. Đây là cái nắp bảo vệ bên ngoài anh em về độ chế nhé. Mình dán như cái nào tùy anh em. Đấy, còn nguyên bản của jack nó sẽ như thế này. Đây các bác nhé. Jack bằng giấy. Cái check bằng giấy, thằng Sony nó chuyên làm bằng giấy, kể cả loa bát nó hay rất hay làm bằng giấy. Đấy, check cũng làm bằng giấy, loa từ kép luôn. Kích thước rất nhỏ đây, các bác nhìn em cầm lòng bàn tay này các bác nhé. Rất nhỏ gọn xinh xắn thôi. Đấy. Sony, con này thì không đi ghi công suất gì ở trên thường, nó không ghi công suất, loa check ít khi nó ghi. Chỉ một số hãng như là thằng Onkyo nó hay ghi công suất thôi. Đấy. Và chỗ này thì nó lại ốp luôn cái xương của nó là xương thép luôn. Đấy, cho anh em tha hồ mà lắp vào loa bát không sợ ảnh hưởng đến màng của loa chép nhé. Mặc dù là màng giấy nhưng nó ốp cái kim loại rồi. Đấy, đúc liền rồi, cho nên không sợ nhé anh nhé, không ảnh hưởng luôn. Tất cả bao zin nguyên bản cho anh em nhé. Đấy, hai con chép. Đây cái này tháo ra lên nhé. Để cho anh em luôn cái nắp này. Nắp này chúng ta nó kèm theo cái vỏ loa ấy. Em cho luôn anh em về anh em độ chế nhé. Để lắp loa xong rồi bịt cái này vào cho nó đẹp. Đấy. Lắp đi kèm theo ra theo loa luôn. Em về đổ keo con chó gắn vào là được nhé, đơn giản thôi. Đặc trưng của thằng chép của chép màng giấy của Sony tiếng rất là cao và sáng nên em mở lớn âm thanh cho anh em nghe lại nhé. Giá 330.000 bao ship cho anh em nhé. 330.000 kèm tụ luôn và miễn phí ship cho anh em luôn. Các bác chú ý tất cả các đơn hàng dưới 500.000 các bác vui lòng chuyển khoản đủ luôn nhé, để bên em bao ship nhé. Còn các bác cố gắng không chuyển cọc, chuyển cọc thì nó lắt nhắt, và thứ hai nữa là cái tiền ship lại cao, các bác phải giả thì nó lại rất tốn kém. Các bác chuyển đủ luôn 330.000 em miễn phí ship cho các bác luôn. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Rồi, cảm ơn các bác và anh em.